Xin chào bà con, thì vừa qua cái đám mưa đầu mùa cũng như là sau cơn mưa thì bà con cũng có phản ánh là cá nó chết hàng loạt, hay là một số bà con mình đã nuôi lâu thì chúng ta thấy rằng cái hiện tượng mà tôm nó cũng gớt cục thịt hay là nó chết, hoặc là cá nó chết thì chúng ta cũng không biết rõ cái nguyên nhân hay là do các yếu tố nào gây nên. Hôm nay chúng thực kinh chia sẻ ba cái yếu tố nói về bản chất mà để làm cho tôm cá ít lương hay là ốc mà chúng ta nuôi nó bị chết. Thì cái bản chất thứ đầu tiên mà chúng ta thấy rằng á, là để mà con cá chúng ta hay là con tôm nó chết á, thì trong cái ao của chúng ta nó thiếu oxy hoặc là nó không có oxy. Thì chúng ta thấy rằng cái ao mà nó có khí độc thì cái hàm lượng oxy nó thấp á, thì nó dễ chết hơn là cái hàm lượng oxy nó cao. Như vậy thì sau cái cơn mưa mà chúng ta thấy rằng cá thường nó chết hàng loạt là nó do thiếu oxy. Sau cơn mưa thì cái mật độ khuẩn cũng như là cái hàm lượng vi sinh trong ao của chúng ta nó tăng lên, nó cạnh tranh oxy đối với con cá, và khi đó nó lấy cái hết, gần như là hết cái hàm lượng oxy trong nước, thì ta gọi đó là cái hiện tượng là thiếu oxy cục bộ hay là nước nó bị phân tầng. Khi đó mà con cá hay là con tôm chúng ta nó chui vào ở một cái khu vực đó thì nó sẽ gây chết. Ngoài ra thì cái ban đêm á, cái hàm lượng oxy nó thấp, cho nên nó giả sử như nó cúp điện, cái hàm lượng oxy nó thấp nữa, ban đêm nữa gặp không có oxy nữa đó, thì chúng ta thấy rằng con tôm chúng ta nó cũng dễ chết. Thì cái việc mà chúng ta sử dụng quá nhiều cái vi sinh hay là chúng ta sử dụng nó đột ngột thì nó cũng cạnh tranh cái oxy. Nếu như chúng ta không thực hiện cái dòng chảy hay là bổ sung cái oxy sủi super lăng á, thêm để cho nó không có bị thiếu oxy, sau khi chúng ta sử dụng vi sinh thì chúng ta cũng phải tăng cái quạt cũng như là chúng ta tăng cái lượng oxy lên. Thì một cái bản chất hay là một cái yếu tố thứ hai á, mà nó gây cho chết con tôm cá ít lương của chúng ta nữa đó, đó là nó do ngộ độc mà chết. Thì cái việc mà ngộ độc á, thì nó sẽ do là cái khí độc hay là ngộ độc từ hóa chất, hoặc là cái việc mà nó ăn phải chất độc. Thì ba cái việc ngộ độc này nó làm cho chết cái vật nuôi của chúng ta. Thì khi trong ao chúng ta nó đã xuất hiện các cái khí độc NH3, NO2 rồi H2S đó, thì đáy ao nó đen đó, thì cái việc con cá của chúng ta nuôi hay là con tôm chúng ta nuôi hay là cái con vật nuôi á của chúng ta nó dễ bị stress, nó rất là hung hăng, cũng như nó cắn nhau hay là nó có vận động cũng khá là nhiều. Khi đó thì những cái con mạnh nó sẽ cắn con yếu, và các cái con này nó sẽ để lại các cái thẹo hay các cái vết thương, và đến một cái thời gian thì nó sẽ phát bệnh cũng như là nó chết đi. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta nuôi mà chúng ta cho ăn cá tươi đó, những cái thức ăn mà chúng ta tự chế biến đó, ví dụ như là nuôi cua đinh nè, hay là nuôi cua nè, hay là chúng ta nuôi cá chạch lấu nè, hay là nuôi lương hay cá trình nè, ốc hương, ốc bu, ốc lát, vân vân, thì những cái vật nuôi này thường là chúng ta cho ăn những cái cá tươi. Thì đối với cá tươi này á, sau khi mà qua cái đường tiêu hóa của cái vật nuôi đó thì nó thải ra khí độc khá là nhiều, và cái hàm lượng khí độc nó lên rất là nhanh. Thông thường thì chúng ta thấy rằng từng khoảng 5 ngày hoặc là 10 ngày tùy theo cái điều kiện mà chúng ta có thay nước, hay là tùy theo cái điều kiện mà chúng ta quản lý cái lượng thức ăn, thì nó phát triển cái hàm lượng khí độc lên rất là cao. Đặc biệt là đối với khí độc trong nước đó, mà là NH4 cộng đó, thì khi đó nó lên rất là nhanh và rất là cao, thì nó làm cho cái con cua hay là con cá chạch lấu hay là con lươn hay là ốc của chúng ta đó nó chết. Nó hở mài đó, và nó chết một cách đồng loạt cũng như là chết đột ngột, thì nó chết có thể là rất là nhiều. Đó là cái mà chúng ta thấy, đó là trường hợp mà khí độc nó làm độc mà chết. Thì thêm một cái trường hợp mà ngộ độc chết nữa đó là từ cái hóa chất độc. Thì chúng ta thấy rằng trong ao chúng ta có phèn hay là chúng ta tạt các cái hóa chất độc đó, cũng như là các hóa chất dược khuẩn mà nếu mà liều nó cao đó, thì nó cũng gây ra là nó chết, hay là nó bị mù mắt, hay là nó bị tổn thương, rồi cũng như là nó bị lở lét, hay là nó sống trong cái môi trường độc này đó, thì nó dễ phát cái bệnh khác mà chúng ta gọi là đó là bệnh nền rồi đó. Nó có những cái mầm bệnh ở trong ao chúng ta, mà khi mà chúng ta tạt cái chất độc này, hoặc là chúng ta ao chúng ta có phèn, thì con tôm á, ví dụ như con tôm á, thì nó cũng dễ bị đốm trắng hơn, hay là nó dễ bị ốp thân, hay là nó không có tạo được trứng vỏ, rồi nó cũng nhạt nhạt, rồi một thời gian rồi nó sẽ chết. Thì đối với tôm thẻ thì chúng ta thấy rằng nó rất là nhạy với môi trường, mà nếu mà chúng ta không khéo, chúng ta tạt cái glu anhydride hay là BKC mà chúng ta tạt trực tiếp trong cái ao nuôi của chúng ta,
Thậm chí chúng ta sử dụng các cái diệt khuẩn nặng, ví dụ như Ethidin mà chúng ta sử dụng nặng đó, thì nó có thể nó cũng gây ra đốm trắng, hay là một số trường hợp nó ngộ độc và nó chết luôn. Ngoài ra thì đối với ốc hay là ếch thì nó thường nó bị tụt nhớt, cũng như là lương nó cũng vậy, nó rất là nhạy và nó cũng bị tụt nhớt hay là nó cũng gây ra nó chết. Thì thêm một cái phần mà dùng hóa chất độc nữa đó là cái khi là chúng ta tạt cái vôi đó, CaO tức là vôi nóng, và cái CaCO3 tức là vôi canxi đó, thì nếu mà chúng ta sử dụng quá liều, hay là chúng ta sử dụng đột ngột, hoặc là chúng ta tạt trực tiếp lên các cái vật nuôi đó, thì có khả năng nó gây ra tụt nhớt, hay là một số các cái bệnh nền nó đã có sẵn đó, thì khi mà chúng ta tạt như vậy đó thì nó sẽ tăng đột biến cái pH lên, nó làm cho cái môi trường nó biến động và các cái vật nuôi nó chết một cách đột ngột. Đối với trường hợp mà chúng ăn phải chất độc mà nó chết đó, thì chúng ta thấy ví dụ như là ăn cái kháng sinh hay là ăn các cái hóa chất mà sổ thuốc sổ đó, nồng độ nó cao làm cho cái đường ruột con tôm hay là các cái con cá đó nó bị tổn thương và nó mất cái cân bằng cái hệ vi sinh trong đường ruột, cũng như là nó sẽ chết rất là nhanh. Ngoài ra thì những cái thức ăn nó bị nấm mốc á, bị nhiễm độc đó, nó làm cho chết cái con cá của chúng ta cũng khá là nhanh. Trong cái trường hợp đó, đó thì có thể nói là nó đã bị cấp tính, và chúng ta rất là dễ biết cái trường hợp này. Thì một cái yếu tố mà liên quan đến bản chất là cuối cùng đó là nó bị virus. Thì thật sự trong cái ao của chúng ta hay là trong cái môi trường thì luôn luôn nó cũng có tồn tại những cái vi khuẩn hay là virus. Nếu như trong cái ao của chúng ta mà nó sạch và nó tốt thì nó thuận lợi cho cái việc phát triển những cái vi khuẩn có lợi, và cũng như con cá chúng ta nó mạnh khỏe. Mà trong cái ao của chúng ta đó nó bị khí độc thì không thuận lợi cho các cái vi khuẩn tốt và con cá của chúng ta nó yếu. Thì khi đó đó thì gặp cái thời tiết thay đổi hay là mưa nắng thất thường thì cái virus nó rất là dễ xâm nhập. Chúng ta rất dễ thấy đối với tôm thì nó có con virus đốm trắng. Đối với cá, ếch thì nó cũng có cái con virus mà gây ra sốt huyết đó. Nó làm cho cá hoặc là ếch nó cũng chết hàng loạt. Đặc biệt nhất là cái việc mà mưa nắng khác thường, hay là những cái đám mưa đầu mùa, hay là những cái thời tiết nó lạnh, nó giao mùa. Thì khi đó, đó thì cái virus nó rất là dễ xuất hiện. Khi chết vì virus này thì nó gây ra tổn thất cũng khá là lớn cho cái vụ mùa của chúng ta. Như vậy chúng ta đã biết được ba cái yếu tố mà mang tính bản chất để làm cho cái vật nuôi chúng ta chết. Khi mà chúng ta thấy cái vật nuôi chúng ta nó bị chết á, thì chúng ta cũng phân tích được cái nguyên nhân hay là cái bản chất để chúng ta đưa ra được những cái giải pháp phòng ngừa hay là điều trị cho nó phù hợp. Chúc cho bà con mình được thành công. Xin chân thành cảm ơn và xin hẹn gặp lại.